Nhân dịp năm mới này, mời tất cả các bạn đến với shopgabao.com, shop bán nick hoàn toàn tự động, hộp kim cương Free Fire, bao lì xì Free Fire, cùng những vòng quay kim cương, vòng quay Free Fire, vòng quay liên quân mobile. Cùng với đó là hàng ngàn danh mục game random khác, thử vận may Free Fire chỉ với 50k và 100k nha các bạn, truy cập ngay. Anh nói với em một chuyện bí mật, cực kỳ bí mật luôn mà trước cửa anh giấu cái gì nữa. Em cứ nhìn thấy mặt anh là em suy nghĩ tới tiền với trả bạc. Anh là một con người không bao giờ quan trọng về vấn đề tiền bạc. Cái vấn đề tiền bạc đối với anh là cái vấn đề không hề quan trọng, mà hiểu không? Ảo chó, xe ảo chó. Vâng. Chị nói nó đại đi trời. Người yêu cũ của anh cũng chơi Free Fire á. Xấu kì, đồ lắm. Người yêu cũ của anh 2 năm kìa. Không. 4 năm. Không. Người yêu cũ 4 năm. Không, không phải là con đó, con bé này nó xinh hơn vậy nhiều. Đáng yêu hơn vậy nhiều. Bây giờ anh mời em review ạc người yêu cũ của anh em làm không? Không. Thôi chịu khó làm tí đi. Ủa vô duyên, người yêu cũ của anh muốn hả? Thôi vô nha, vô review nha, vô review nha. Nha. A few moments later. Ok, và các bạn có thể thấy là hiện tại bây giờ mình đang cầm trên tay con ạc của người yêu cũ mình. Thì bây giờ mình sẽ review con ạc này. Rồi, thấy chưa? Chơi nhân vật nữ thì chắc chắn là con gái rồi. Tất nhiên là mọi người nhìn thấy chơi nhân vật nữ là con gái rồi. Bây giờ mình sẽ bung luôn, bung tên ra cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy tên chưa? Mọi người thấy tên chưa? Đó, và người yêu cũ của mình chính là... Đó. Hả? Cái gì Tát Ghiêu? What the fuck? Thì người yêu cũ của anh là Tát Ghiêu với ai nữa? Trời vậy luôn, phải. Quốc chơi gì chơi lớn nhà anh, high five anh. High five là cái gì? Thực ra là mình cũng không phải là người yêu cũ của Gil đâu, chẳng qua là cơ bản là Gil là người yêu cũ của mình, đúng không? Cơ bản là bọn mình nói chung là vậy đó, nói chung là mình chỉ giỡn thôi, chứ còn nói chung bọn mình là đàn ông thẳng nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ review ạc của Tát Gil nha mọi người. Nói chung hôm nay anh sẽ review ạc của Gil, bởi vì là lâu lâu mình mới mượn được ạc của một gọi là hot boy giấu mặt, giọng trầm ấm, yêu thương những chị em phụ nữ. Ôi cười, nói chung là Gil đẹp trai lắm, thật, mình nói thật. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đầu tiên để review một con ạc, thì mình sẽ vào mạng nhện của Gil trước nha mọi người. Ui, nó gọi là ui lịch sử này. Ui, chơi kiểu gì mà toàn không mạng này, chán thật sự, đúng YouTuber chơi kiểu gì mà toàn không mạng này. Ok, vào hồ sơ nha mọi người. Ui, loot Gil, số trận đã chơi là 5990, số kill là 14873. Ui, kiểu này thì hơn cô Ngân rồi, người yêu cũ mình hơn cô Ngân rồi. Em có công nhận là người yêu cũ của anh hơn em không? Đấy. Cái gì? Người yêu cũ của anh mạng nhện đẹp lắm, toàn loot kill thôi. Ui, đáng yêu vừa lờ ạ. Ok, mình sẽ vào cái vấn đề là sưu tập để xem thử xem là nhiều vũ khí không nha mọi người. Tôi đầu M4A1 bao nhiêu khẩu đây? 1, 2, 3, 4, 5. Ui, 6, 7. Ui, 8, 9. Ui, trời ơi, 10, 11. 11 khẩu M4A1. What the fuck? Ui, shotgun này, shotgun chắc mười mấy khẩu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, what the hell? Ui, AK này, ui dồi ôi. Ui dồi ôi, con vợ mình, nó tiền đâu ra, nó nạp nhiều thế cơ chứ lệ. Ui dồi ôi, con vợ này chắc lại hư hơn cả cô Ngân. Ui, mọi người nhìn vũ khí kìa. Có lẽ là mình nghĩ là phải đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một khẩu nào luôn ấy. Trời đâu, trời có thiếu cái gì đâu trời. MB40 này, mình sẽ đếm cái đoạn MB40 này nha, để cho cô Ngân ganh tị. Cô Ngân, ganh tị đi em. Ganh tị đi với người yêu cũ của anh này. Trời ơi, vợ cũng vậy thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, 10, 11, 12, 13, 14. Ui, quên, đâu? 1, 2, 3, 4, đếp lộn mọi người. Vợ cũng vậy thôi. Vợ có 11 khẩu luôn á. 10, 11. Cái gì em? Em 11 khẩu ghiêu của anh cũng 11 khẩu nha. Dao kiếm này đầy luôn. Anh đếm khẩu M4A1 thử. Ủa, nhưng mà sao ghiêu có hai con dao giống nhau? Lừa thế nhờ? Hai con dao, một con dao có tăng sát thương, một con dao không tăng. À, hóa ra là vậy. Ui trời ơi, ai ngờ vợ tôi kinh vậy luôn đấy mọi người. Đây là mình giới thiệu với mọi người, đây là vợ cũ của mình nhá. Ui, nỏ này, phóng lựu này. Ui, sao khẩu phóng lựu này mình chưa có? À, hình như chắc mình có mà mình không biết. Ui, nó gọi là hợp lý. Trời ơi, Farmat này, trời ơi, một dãy Farmat luôn. Trời ơi. Gọi là cái ạc này là ạc không thiếu cái gì đấy mọi người ạ. Ạc không thiếu cái gì đây. Đây người ta gọi là không thiếu cái gì đây. Ui, lướt mỏi tay luôn không hết. À hồi nãy mình chưa coi đó, đây chính là cái gọi là cái chỉ số của con vợ nhỏ của nhà mình, vợ hai mình.
thì mọi người có thể thấy là tỷ lệ giết chết là 3.27. Uầy, kênh VL ạ. Uầy, nó gọi là hợp lý VL ạ. Uầy. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cái khu vực gọi là khu vực tủ đồ, vâng. À không, mình sẽ vào nhân vật trước, mình sẽ xem là có đủ nhân vật không nha mọi người. Ok. Ui, nhân vật full level 6 hay sao ấy? À không, có con Alok level 5 này. Ui, nói chung cơ bản là nhân vật của người yêu mình thì auto là level 5, level 6 hết nha mọi người. Kinh vãi. À có con có Kla level 4. Ui, nhưng mà nói chung là hợp lý và lợi. Ui, gọi là nhân vật là full này, pet coi, trợ thủ coi. Ui, không thèm đặt tên cho báo nữa. Đặt tên báo là Gao Bạc nha mọi người. Gao Bạc. Đấy, đặt tên báo là Gao Bạc để có gì vào view ấy. TV, ok. Đấy, báo bóng đêm mà, xác nhận luôn. Tên trợ thủ của chứa các ký tự không hợp lệ. What the hell, tên của tôi là không bao giờ hợp lệ như vậy đó mọi người. Ui, cái gì đây? Tevo IG là cái gì? Đặt mấy cái tên, ui, Banda không thèm đặt tên luôn. Để đấy, tôi đặt cho Gao, đấy, đặt cho. Chết mẹ là lỡ đặt thật rồi. Ê, ê, vợ anh lỡ đặt tên trợ thủ cho Gao rồi. Toác một lờ ạ. Vậy luôn. Sai một lờ. Phải có lỡ đặt. Mình sai mà. Đồ phá. Mình sai. Để có gì bữa sau ổng tự đổi lại sau nha mọi người. Vậy luôn. Tôi sai. Con chó đồ thì đặt hết tên rồi. Ui, C3 cho đặt tên này. C3 mình sẽ đặt tên là Bạc nha. Vậy luôn. Phải có lỡ đặt. Không, cái này là đọc thật luôn là Bạc nè. Phải đồ bê đi. Gil mà thấy mấy cái cảnh tượng này chắc nó đập anh đàn này 5 mảnh. Nhưng mà không sao, mình vẫn thích. Ui, hồ ly, ui cái ông này làm gì mà trợ thủ không thèm đặt tên vậy ta. Trợ thủ toàn là level 7 nhưng mà không thèm đặt tên nha mọi người. Ui, kiểu là cuộc sống của Gil là không cần đặt tên mấy con trợ thủ. Bởi vì là cơ bản là không cần thiết đấy. Chỉ có một con trợ thủ tên Gao, một con trợ thủ tên Bạc thôi. Gọi là Gil luôn luôn nhớ tới Gao Bạc nhá. Đấy, anh em là phải luôn luôn suy nghĩ được vấn đề đấy. Ok, và như vậy là nhân vật là mình đã coi rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem đó chính là ok, đó chính là những cái thẻ vô cực cho mọi người. Mình sẽ xem là Gil đã có bao nhiêu mùa thẻ vô cực rồi. Ui, nói chung là tất cả các mùa thẻ vô cực Gil đều có. Nhưng mà nói chung sao mà mình chỉ coi được tới đây thôi. Mình không coi được hết mọi người ạ. Mà nhiều đây là chưa hết đâu. Bởi vì cái thẻ vô cực chắc chắn là nhiều đây là chưa hết rồi. Nói chung cơ bản là đúng chắc chắn là như thế này là chưa hết rồi này. Nhìn là biết là chưa hết rồi. Nói chung tôi nhìn phát là tôi biết ngay là chưa hết mà. Đấy, mình sẽ xem thử xem là tủ đồ có thiếu bộ nào không. Đấy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mỏi tay quá. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Trời ơi. Áo này. Trời ơi. Tóc này. Ui dồi ôi. Xin luôn. Lại luôn, lại hồn luôn. Ok, mình sẽ mặc thử một vài bộ xem. Ui, không thèm mặc đồ luôn này. Uầy. Uầy, như gọi là tất cả các bộ đồ. Mình nghĩ là có lẽ là cậu ấy đã full tất cả các bộ đồ rồi. À, còn giống như cô Ngân thì chắc chắn là không full được đâu. Cô Ngân tiền đâu ra mà full. Đấy, vợ mình, vợ hai mình mới full. Cô Ngân ăn cắp tiền của Gao Bạc mới full. Uầy, cái gì? Cô Ngân ăn cắp tiền Gao Bạc để full á. Này, em làm như thế em có cảm thấy là em có lỗi với anh không hả bé? Không. Uầy. Trời. Ui áo này. Ui giời ơi áo đây. Ui tôi mù mắt luôn rồi. Full đồ luôn rồi. Ui. Nó gọi là full VL luôn. Ui. Mỏi tay quá mọi người ơi. Có ai. Ui, em ơi mua cho anh cái thuốc bong gân. Anh lướt mỏi tay quá. Em Ngân. Chị. Mua hộ anh cái lọ thuốc bong gân. Anh mỏi tay quá. Trời ơi mua hộ anh cái lọ thuốc bong gân cái. Ui quần này trời ơi. Gọi là à, không thiếu một bất kỳ một thứ gì nha mọi người. Ui. 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 Ui tôi cũng muốn. Ờ nhưng mà hình như là mình cũng ngang ngửa đấy. Mình hy vọng là mình cũng ngang ngửa được view. Nhưng mà không biết là mình có ngang ngửa được hay không. Nhưng mà chắc là không rồi. Mình thì luôn luôn gà và luôn luôn cảm thấy mình thật là yếu đuối. Ok dày nha mọi người. Ui. Ui trời ơi mỏi tay quá. Ê, có cái lọ thuốc bong gân nào không vợ? Cho anh cái lọ thuốc bong gân. Trời ơi. Review ạc mà kiểu lướt kiểu này thì làm sao mà coi cho kỹ. Ui mọi người coi đi. Ạc của cậu ấy là gọi là không thiếu một cái gì nhá. Ui đồ gấu đồ các kiểu này. Ui. Ui 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 ui. Không thiếu một cái gì luôn. Đây bản vẽ còn dư một đống các bản vẽ của các mùa đây. Rất là nhiều. Dư rất là nhiều. 7 cái thẻ này để mình xem có cái gì để mình đổi không. Chắc cũng đổi hết rồi. Cô Ngân ơi đừng thở vào mic vợ ơi. Ok, vậy là cô Ngân là quy... À, cái này hình như quy đổi này. Để đấy mình mua hộ cho. Ok. Mở. Chết mẹ ra cái này cũng ghiêu quy đổi rồi. Mình không biết, mình lỡ tay nha mọi người. Mà nói thiệt, mình lỡ tay thiệt luôn á. Sai, tôi sai. Lỡ phá mất 200 mấy cái ấy rồi.
Ây, cái này chưa đủ, chưa đổi này. Sao bộ này ghiu không đổi ta? Chắc là tiếc tiền rồi, chắc là tiếc điểm rồi. Thôi, mình sẽ không phá mấy cái điểm nha. Ui, Pro A Azami Sager. Đậu xanh không chơi với gái. Không chơi với gái. Vợ tôi là không được chơi với gái nha các bạn. Uầy, nó gọi là được VL đấy anh em ạ. Nó gọi là được VL đấy. Ôi, ok, mình sẽ vào cái khu vực là quân đoàn để xem ghiu làm chức gì. Ui, kỳ cựu luôn. Uầy, chức to VL. Uầy, ui, chức to VL, ok. Bây giờ thì mình sẽ gọi là đi phá kim cương của ghiu một tí. 7.000 kim cương này, 183.106 gọi là cái vàng này. Bây giờ mình sẽ vào phá bớt kim cương của ổng cái. Đậm xanh, nhiều kim cương quá làm gì. Vòng quay vũ khí chắc quay rồi, vòng quay chế tác. Vòng quay chế tác chắc chưa quay hết đâu. Ui, cũng phun mẹ nó rồi. Còn bộ nào nữa đâu, đâu có cái gì để phá kim cương đâu. Hái lộc giật 10.000 kim cương, không biết cái này đã làm chưa, không biết cái này đã giật chưa. Mình thử hái một lượt phát nha mọi người. Hái này. Ui, lắm lộc thế mà chả được cái gì cả, chán thế nhở. Ui, thôi không phá nữa, mình không phá mấy cái đồ lung tung đâu. Ok, tiếp theo, ok, mình sẽ vào sưu tập và mình sẽ xem ở khu vực xe nha. Ok, mình sẽ xem ở cái khu vực vũ khí xem, quên, phương tiện xem. Ui, xe này, trời ơi. Ui, có thiếu cái xe gì đâu, rồi ôi, giàu thế này à, trời ơi, tôi có vợ là đại gia đấy mọi người. Ui, xe mạ vàng các kiểu đây. Sao anh cứ tự nhận là anh là vợ vậy anh? Cái gì, không, ghiu là vợ của anh, hòm xác này mọi người, ba lô này. Ủa sao anh tự nhận vậy? Ui. Tình yêu tính từ một phương. Cái gì tình yêu tính từ một phương, hai phương đấy, thực ra ghiu giấu thôi. Ui, có tất cả những hành động rồi nha mọi người, chỉ có những hành động chưa ra mắt thì chưa có thôi. Uầy, nó gọi là hợp lý VL, ok. Tôi gọi là tôi review hết rồi đó, gọi là hết cái ạc rồi đó. Cả cái ạc được nhiều đấy thôi. Nên cứ bảo là bây giờ cái vòng quay tính vào phá kim cương cái, nhưng mà hồng sư cũng quay rồi. À, rồi vòng quay vàng này thì chắc cũng có luôn rồi. Vòng quay vũ khí có luôn rồi. Vòng quay chế tác có luôn rồi. Vòng quay Karotana cái này sở hữu luôn rồi. Nói chung là không thiếu một cái gì. Bây giờ tôi không biết là tôi phá ở chỗ nào mà có khổ thế. Chứ lại cũng muốn phá tiền của vợ mình lắm, nhưng mà mình không có phá được, khổ thế. À, nói chung là vợ nhưng mà tình yêu đến từ một phương nha mọi người, đến từ vị trí của Gao Bảng. Tôi Gao Bảng yêu thầm Ghiu nhưng mà Ghiu không chấp nhận điều đấy. Ghiu cảm thấy là cuộc sống này nó thật là nghiệt ngã khi mà tự nhiên những thằng đàn ông lại yêu nhau. Ok, có những cái mảnh chưa được nhận này. Nhận tất cả để tôi mở cho. Đấy, thế chưa, tôi mở ra cái được ngay một cái vé quay miễn phí liền, chứ đùa đâu rồi. Nó gọi là hợp lý và lờ đấy anh em ạ. Ok, clip review ạc của Ghiu đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nói chung là nãy giờ mình review thế thôi. Cô Ngân thì ghen tị, kệ cô Ngân. Cô Ngân không có đủ tuổi đâu. Cô Ngân không đủ tuổi đâu. Ok. Để rồi xem. Chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Cô Ngân nói thế mọi người ạ. Ok, clip mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe, tiện thể bật nút chuông nha mọi người. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Chỉ vậy thôi là anh vui rồi. Cảm ơn tình yêu em đã trao về anh, dẫu không bên nhau nhưng anh hiểu.